các bạn. Hiện tại mình đang ở đầm Sen Nước các bạn ơi. Trời mưa quá trời quá đất luôn, không biết có cho mua vé tắm hay không nữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành vô mua vé thử coi có ai tắm không nha. Em chơi cái ống đó thử coi baby. Giữ xe mấy bạn ơi. Trời ơi, tắm vừa mưa mà vừa tắm nó lạnh bật cố luôn. Bây giờ mình sẽ ghé qua mấy cái shop bán đồ chơi để mua mớ dụng cụ về làm slime nha các bạn. Tại có nhiều bạn yêu cầu làm slime nên nay bây giờ mình sẽ đi mua nguyên liệu về làm luôn nha. Đây shop bán đồ chơi nè mấy bạn. Shop 10k. Giờ mình mua đồ làm slime thôi. Cầm giùm anh cái. Cái gì bịch đây? 35.000 một bịch keo sữa. Đây kim tuyến. Có whisky nè.
Con heo vậy đang ngủ rồi. Mà vô quen lại cái gì? Đâu? Sáng buổi tối hả? Sáng sáng rồi. Ủa, đây là màu hả? Mấy bịch? Hai bịch. Màu này mới đẹp nè. Hay là hồi xanh? Màu này nổi rồi được. Lấy màu hồng nữa ha. Hai bịch màu hồng. Cái gì nữa? Đây có lục chơi gì quá trời nè. Có cờ tỷ phú, có mai rap nữa nè. Có cái trò chơi cấp biển nè. Cái này Doraemon mới hay nè. Thấy không? Ô, con này về chơi thử coi. Pixie thì mình đủ rồi, không cần nữa. Và đây mình đã về tới nhà rồi nè mấy bạn. Tính mua con cano có 300 ngàn à. Và cuối cùng là con cano 300 ngàn nó có chút xíu rồi, nên mình quyết định mua con tới 950 ngàn luôn mấy bạn. Chà bá luôn. Con này có thể điều khiển xa tới 100 mét luôn nha. Nói chung là nếu ngày mai mà trời không mưa thì chắc mình sẽ đem test thử cái con cano rồi coi như thế nào. Nói chung đây là đầu tiên mình đi cái công viên nước Đầm Sen mấy bạn. Trời ơi, có mấy cái trò mà nó bảo vệ nó không cho mình đem máy quay vô là không quay được. Tại những trò đó là phải hai tay mà để đằng sau cổ nè. Bọc lên không có cầm máy quay được. Chứ lại cái trò đó nó chơi. Thật sự là chơi nó rất là vô nước nha các bạn. Mỗi lần chơi là cái nước nó chui lỗ mũi mình, mà tay mà để sau lưng nè. Trời ơi, không có bịt lỗ mũi lên được. Nó chui lỗ mũi lỗ tai gì, nói chung là giờ mình nghe muốn điếc luôn rồi. Còn lỗ mũi thì nó cứ ngạt ngạt hay sao á. Gơi mà cố luôn. À, giờ mày cứ về tới đây. Bây giờ hôm nay là đi thử công viên nước Đầm Sen coi thế nào. Với lại mua thêm một mớ nguyên liệu để làm xà lan. Với lại mua thêm một chiếc cano nữa. Tại lâu lâu mới đi Sài Gòn một lần. Các bạn xem hết video đăng ký kênh ủng hộ mình làm thử những clip khác. Đừng quên like, bình luận và chia sẻ video này nữa. Tạm biệt tất cả các bạn.